của nàng cùng phu nhân quả nhiên không kém năm xưa. Ồ, thì ra là tuyệt sự thai. Giữa đêm khuya tôi theo dõi bà thì không đúng quang minh chánh đại. Nhưng mà tôi không có ý tới coi bà luyện công đâu. Không biết tuyệt sự thai có gì chỉ dạy không hả? Tôi dĩ nhiên muốn chỉ dạy rồi, nhưng mà không biết năm cô phu nhân có nể mặt không hả? Ồ, bà còn chưa chịu thua sao? 28 năm trước, cái nhục nhã bị thua ở Động Đình Hồ, nếu không giải quyết thỏa đáng thì chết không nhắm mắt. Sư thái, bà thiệt là háo thắng. Tánh của tôi, bà là người rõ nhất. Vậy sao? Năm xưa, nữ hào kiệt trong võ lâm chỉ có bà với tôi và Đường phu nhân ở Thục Trường. Nhưng mà cách đây 5 năm, Đường phu nhân đã mang bệnh chết rồi. Bây giờ chỉ còn lại bà với tôi. Sống sào dồn sống trước. Năm xưa có lẽ tôi xưng bá nhất thời, nhưng mà hôm nay... Bà thay đổi dữ vậy sao? Không ngờ bà làm nam cung phu nhân mấy chục năm nay lại có thể trở thành khiêm tốn như vậy. Nhưng mà dù sao đi nữa, đêm nay tôi nhất định không đỏ sức với bà đâu. Bà không chịu ra tay, chẳng lẽ tôi không thể ép bà ra tay sao? Tôi chịu thua rồi. Quả nhiên ngọc nữ kiếm pháp của phái Hằng Sơn càng ngày càng lợi hại. Hôm nay tôi thiệt tình khâm phục khâm phục. Tại sao bà không dùng tốt tâm kiếm pháp? Tại sao? Cuộc luận kiếm Bách Qua Châu lần này, sư thái có thể dẫn đầu võ lâm. Bà còn chưa thua. Bà còn chưa thua. Khuya rồi, xin chào. Bà còn chưa có thua mà. Bà còn chưa có thua mà. Nhật xuất phong hoa hồng thánh quả, xuân lai giang thủy luật như làng, hàng dịp bao nhiêu thi sĩ và văn sử đều ca tụng giang nam. Phong cảnh ở đây đúng là như thơ như họa. Nếu Hầu gia có hứng thú như vậy, hãy tới thường xuyên nha. Chúng tôi vô cùng quân anh. Nam công huynh, huynh quá khen rồi. Chúng tôi chẳng qua tặng sức chủ nhà thôi, nên làm vậy mà. Cuộc luận kiếm Bách Qua Châu lần này, tiểu đệ học nghề chưa giỏi nên không thể giúp vui được, nhưng mà có thể tới đây thưởng thức danh làm thắng cảnh và các vị võ lâm tiền bối, đó là cái phước của tiểu đệ. Ấy, thật ra chỉ cung luôn kiếm pháp của Hầu gia so với tiểu đệ cũng cao hơn nhiều. Nam công huynh, huynh quá khiêm tốn. Thật ra kiếm pháp của Nam Cung Thế Gia là tuyệt học trên giang hồ. Nếu đệ có thể theo Nam Cung huynh học hỏi, thật là vô cùng hân hạnh. Cần thiết nhất là phải có những người đứng ra giống như Hầu gia vậy, tình nguyện góp sức duy trì chính nghĩa và cống hiến cho võ lâm. Nam Cung huynh, huynh lại quá khen rồi. Càng ly. Càng ly. Ủa? Phó cô nương, không lẽ cô cũng có hứng thú vô đây cùng cạn ly? Không phải, lần này tôi tới đây là muốn kiếm anh. Không biết tôi có thể giúp cô được cái gì không ạ? Sư thúc của tôi có một chuyện muốn xin anh chỉ dạy. Ờ. À, thành thật xin lỗi, làm phiền hai vị đã nói chuyện. Ờ, không có sao. Hầu gia, vậy tiểu đệ tạm thời xin chào. Có cơ hội đệ sẽ cùng cạn ly với Hầu gia. Nam công huynh, chào. Chào. Giang bối Nam Cung Bác bái kiến sư thái. Vô đi. Sư thái, ba. Tôi không cần sợ. Ta tuyệt đối không có ác ý đâu. Hồi nãy ta đột nhiên ra tay,
Chủ yếu là muốn thử võ công của nàng cùng thế gia. Người có thể tiếp ta 7 chiêu. Võ công của người có thể nói là hạng nhất trên võ lâm. Cảm ơn sư thái khen ngợi, nhưng mà không biết dụng ý của sư thái là cái gì. Võ công của người là do ai truyền thụ hả? Tiên phụ. Còn nữa không? Nam cung thế gia chúng tôi có một quy luật, con trai bắt đầu từ 6 tuổi thì phải luyện võ công tâm pháp do tổ tiên truyền lại, từ 10 tuổi thì phải luyện binh khí, hoàn toàn do tự học tìm hiểu. Tự học tìm hiểu? Nếu có chỗ không hiểu thì hỏi ai hả? Lúc đầu thì hỏi tiên phụ, sau đó thì hỏi đại nương. Nam cung đại nương? Đúng vậy. Vậy nam cung phu nhân có võ công gì truyền thụ cho ngươi? Rất ít. Rất ít? Mẫu thân của tôi ít khi họ tới mức tiến bộ võ công của chúng tôi. Con người của nam cung bán cũng tốt lắm. Phải, anh khiêm tốn lắm. Sinh trưởng trong danh môn quý tộc, tu dưỡng cũng khá hơn. À phải rồi, Trung lão tiền bối đâu? Ông ở vườn sau luyện kiếm. Lần này phái Côn Luân của anh nắm phần thắng cao hơn hết. Vậy còn sư phụ của cô? Ai ai cũng biết là tuyệt sư thái của phái Hằng Sơn với kiếm pháp Ngọc Nữ chưa hề gặp đối thủ mà. Thật ra là ai thắng ai thua tranh giành làm gì chứ? Nếu là gì vậy bất hòa với nhau đâu có đáng chứ. Từ xưa đến nay có rất nhiều người vì cái hư danh nên vất vả suốt đời. Nếu họ không tranh giành, sẽ có kẻ khác tranh giành. Chúng ta đừng nói mấy chuyện này nữa. Phải rồi, bé Lan sao hả? Nó là chân thật. Nó thiệt là ngoan. Anh nên lo lắng cho nó nhiều một chút. Dĩ nhiên rồi. Bây giờ ai săn sóc cho nó vậy? Tôi mướn 2 người á hoàng săn sóc cho nó. Nhưng tôi sợ tôi tới đây quá lâu, nó sẽ nhớ tôi. Đúng rồi, lần trước tôi có hứa với nó thêm một chiếc khăn tay cho nó. Lát nữa tôi sẽ đưa cho anh giao nó giùm tôi. Thưa quân, cảm ơn con. Bé Lan ngoan như vậy nên phải có nhiều người thương nó chứ. Rất tiếc nó từ nhỏ đã mất đi người mẹ rồi. Thì ra 2 người đều ở đây. Thank you. Anh Phong à, em cố tình tới đây kiếm anh, tại sao tới đây không đếm xỉa tới em vậy? Chúng ta đều là khách, đi tới đi lui đâu có tiện chứ. Vậy sao cô tới kiếm anh? Tôi không làm phiền hai gì nói chuyện. Hương Quân à, sư thúc, Nam cung huynh đâu? Nó đã đi rồi. Sư thúc kiếm ảnh thực ra có chuyện gì? Ta chẳng qua là muốn từ trong mình nó kiếm ra một chứng cớ thôi. Chứng cớ? Võ công của Nam cung phu nhân đó. Võ công của Nam cung phu nhân? Đêm hôm qua ta đã từng đỏ sức với Nam cung thái quân. Ta cảm thấy võ công của bà so với 28 năm trước hoàn toàn khác nhau. Có gì khác nhau à? Ta nghi ngờ võ công của bà không phải là Nam cung thế gia. Tại sao? 28 năm trước Nam cung phu nhân là một người phách lối, không bao giờ chịu thua trước mặt người ta. Nhưng mà đêm hôm qua đã đỏ sức với ta, bà lại chịu thua cho ta. Nhưng mà như vậy chưa chắc đã chứng minh được cái gì. Lúc bà đỏ sức với ta,
ta ép bà không thể trốn tránh. Bà đột nhiên đánh một chiêu rất là lạ, qua giải sự tấn công của ta. Cái chiêu lạ này ta xưa nay chưa từng gặp qua. Và bây giờ tính sao? Trước khi có bằng chứng hẳn hồi, ta không có hành động gì đâu. Không Quân à, con cũng đừng nói cho người khác nghe nha, con biết chưa? Dạ biết. Thanh Kiều thiệt là càng ngày càng hổ lắm. Thưa cha, nó xưa nay cũng như vậy mà, cha tội gì phải bực mình như vậy chứ? May là xưa nay ta có qua lại với Nam Công Thi à. Nếu như không, Thanh Kiều đi đâu ta vẫn còn chưa biết. Hay là vậy, cô lập tức đi kiếm nó về đây cho cha. Không cần, nó ở trong Nam Công Thi à, có Tiêu Tam ở chung với nó, ta nghĩ cũng không sao đâu. Tiêu Tam? Đúng. Trong tiên còn có nói, Trung Đại Tiên Sinh, An Lạc Hậu và Tuyên Sư Thái cũng đều có mặt. Nam Cung Thế Già gửi lá thư này cho ta, mục đích không phải là muốn ta biết Thanh Kiều đang ở trong phủ của họ.